Hello, xin chào toàn thể bà con nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với cái video ngày hôm nay của Tây Ba Lô. Đấy, hôm nay thì tiếp tục lên một cái video nhé. Và hôm nay thì mình sẽ không gọi là chia sẻ kinh nghiệm chơi nữa, mà là hôm nay mình sẽ muốn gọi là vừa chơi và vừa chia sẻ cho anh em một cái vấn đề hiện nay. Ok luôn này. Hiện nay nhá, ở trên cái thời điểm trong cái thời điểm hiện tại anh em nhé, thì có một số anh em cũng có hỏi mình, và đặc biệt từ bản thân mình đúc kết ra và ý kiến cá nhân thôi, tại sao mà mình chơi cái này này, chơi cái này này, áp dụng đúng cái phương pháp rồi mà tại sao mà lại vẫn thua, đúng không? Thì xin phép anh em là như này. Bây giờ hiện tại trên cái thị trường hiện nay nhé, mình đang nói đến anh em mà đã chơi rồi, có kỹ năng rồi, bắt cậu khá rồi, được chưa? Mình sẽ nói vấn đề đấy. Tại sao mà anh em vẫn thua? Thứ nhất, đấy, hiện nay ở trên thị trường có rất là nhiều cái app, rất là nhiều cái trang web nhé, để có thể là anh em có thể vào chơi. Đấy. Nhưng trong số đấy thì nó sẽ có những con game ở nó uy tín, nhưng một số thì nó sẽ là những con game nó lùa gà, hay là anh em gọi là bịp cũng được, đúng không? Thì ở trong cái gọi là cái ý kiến cá nhân của mình, có thể là anh em đã dính vào những cái con mà gọi là lùa gà, game fake, game bịp. Kể cả như mình thôi. Ok này. Trong cái thời điểm trước đây và đến thời điểm hiện tại, mình cũng dính một hai lần rồi, kể cả là được lên, được mời vào chơi, nhắn tin là Hoàng gọi điện các kiểu, gửi link để mình vào chơi. Nhưng mà mình cũng tự tin, nói chung là cũng tự tin với bản thân mình đấy. Nhưng mà không phải là một mình kêu cái con đấy, được chưa? Mà rất là nhiều anh em kêu. À, ví dụ như là đánh theo thì gãy, mà đánh gãy thì lại nó lại về theo, đúng không? Đúng không? Đấy là cái trường hợp đầu tiên. Cái trường hợp thứ hai là khi mà anh em chơi ấy, ví dụ con TDDC này, nhìn nó không khác gì cả, 100% là giống nhau, đúng không? Nhưng mà anh em cũng không thể nào mà giành được chiến thắng, tại vì nó gọi là game game fake. Đấy là cái lý do đầu tiên mà anh em chơi là anh em thua ta. Đấy, và cũng là cái mà mình muốn nói cho anh em ngày hôm nay, đó là tại sao mà anh em kỹ năng rất là tốt mà tại sao anh em lại thua ta. Rồi, đây là cái điều đầu tiên là anh em đã dính những con game fake, game lậu nhé, game lùa gà. Cái thứ hai đó là khi mà anh em chơi, được chưa? Khi mà anh em chơi, anh em có thể là gì ạ? Cái này mình không chắc lắm đâu nhỉ? Có thể nó đổ về cầu 21. Khi mà anh em chơi, có bao giờ anh em bị thua tha chưa? Chắc chắn là có, đúng không? Và khi anh em thua, mình không nói gọi là thua nhiều nhé, chỉ cần thua 10% 20% thôi, được chưa? Thì anh em sẽ có cái suy nghĩ như là trong cái thời điểm đấy anh em muốn làm gì? Tất nhiên là muốn gỡ rồi, đúng không? Chắc chắn là anh em muốn gỡ, muốn gỡ lại, còn phần nhỏ là thôi nghỉ đợi cầu khác có đẹp hơn thì mình chơi, đúng không? Phần lớn thì sẽ là thôi cố gỡ, và hầu như là càng gỡ càng thua. Đây là cái lý do thứ hai, đó là cái vấn đề tâm lý. Đôi khi là anh em hơi tham sân si một chút, thắng thì em ăn, mà thua thì em gỡ, đúng không? Phần lớn là càng gỡ càng thua. Tại sao lại vậy? Có thể là anh em đã bị để ý, đúng không? Trắng trắng chân luôn. Có thể là anh em đã bị để ý, và cũng có thể là anh em gì nhỉ?
Có thể đấy nhá, là lúc đấy tâm lý của anh em nó không ổn định và không sáng suốt, đánh vừa run thì tất nhiên thì anh em sẽ thua thôi, và có khi có thể là sẽ cháy tài khoản, đặc biệt là anh em người mới. Còn nếu mà anh em đã chơi lâu năm rồi thì nếu mà gặp trường hợp đấy thì thường thường nhé, thường thường là anh em có cái tính gọi là thắng ăn thua cũng được, và cũng có thể là do cầu nó xấu. Thế nên đấy, những cái trường hợp khi mà anh em như vậy thì lên làm gì? Lên dừng đúng lúc, đúng thời điểm. Được chưa? Và kể cả là anh em đang chiến thắng, anh em đang có một cái số điểm nào đấy gọi là chiến thắng được ấy, thì thường thường là anh em sẽ không nghỉ luôn đúng không? Là anh em nó và thừa thắng xông lên, đang đỏ vào dí tiếp. Và cuộc chơi nào nó cũng thế thôi anh em ơi, luôn luôn nó công bằng, nhưng than là chết. Lúc đấy bảo xe đạp mượn dí bừa đi, thua thì cũng chả mất gì đúng không? Nhưng mà đến lúc mà anh em thua rồi, đó là mình chưa nói đến gọi là tổng điểm của anh em đâu nhá, chưa động vào tổng điểm, tức là anh em thua cái khoản mà anh em chiến thắng rồi ấy. Thì lúc đấy liệu anh em có nghỉ được không, hay là anh em lại thì ví dụ mình có gọi là hơn 20 m đi, xong mình đẩy lên 30 m, xong mình lại đánh xuống gần bằng đến cái một cái thời điểm ban đầu của mình chơi chẳng hạn, được chưa? Thì trong đầu mình sẽ nghĩ là chơi là phải có lãi đúng không, chơi là phải có lời thì mình chơi, nếu mà không có thì thôi chơi làm gì. Lúc đấy lại muốn nghĩ trong đầu là thôi cố đánh lên đánh lên, xong cuối cùng là càng ngày nó càng càng âm đúng không, càng ngày nó càng âm. Hay mình thường thường mình gọi là bị cuốn cầu, chơi là không có điểm dừng. Đấy là cái trường hợp mà mình, đấy là cái trường hợp thứ hai. Nóng đầu, nhiều khi nóng đầu đánh không suy nghĩ gì đâu anh em ơi, lúc thắng cũng thế mà lúc thua cũng vậy, đánh chả suy nghĩ gì. Thế nên đấy, nhiều khi rất là tự tin với kỹ năng, nhưng mà lúc nó nóng đầu, đầu lúc đấy nó đang trống rỗng, đánh theo kiểu bản năng thì rất dễ thua. Thì đấy là hai cái lý do mà cơ bản nhất hiện tại mà mình đúc kết, nói chung là từ cái kinh nghiệm của bản thân, cũng như là mình cũng thấy một số anh em cũng tâm sự và chia sẻ. Đây là hai cái lý do chính. Thứ nhất đó là anh em đã gặp những con game lùa gà, game fake, game lậu, game không sanh chị đúng không, đánh đâu chết đấy. Nói chung là anh em đã bị gọi là bị soi, bị dí, đánh đâu chết đấy, hoặc là anh em cũng không thể làm mà rút điểm ra được. Đấy là cái lý do đầu tiên. Thì để làm sao để khắc phục thì anh em cứ đừng có nghe ai mời chào cả, thật sự anh em là vậy, đừng có nghe ai mời chào. Anh em cứ tìm những con game nó lâu đời rồi, lâu năm rồi mà anh em chơi, điển hình như cái kiểu con TDTC này chẳng hạn, nó ra cũng được mấy năm rồi, hoặc là con Sunwin, con Go 88, ok chưa? Cái thứ hai đó là về cái mà mình nói là anh em thắng thì em ăn, thua thì em cỡ, đúng không? Không làm chủ được bản thân mình, thì cái đấy anh em cũng có thể luyện được, biết lúc nào trước khi chơi ấy, đúng rồi, trước khi chơi thứ nhất anh em phải luôn luôn tâm lý trong đầu là gì, chơi là phải có thắng có thua, được thì mình hưởng mà thua thì mình chịu. Đấy là cái điều đầu tiên đúng không. Cái thứ hai là anh em phải dừng đúng lúc đúng thời điểm, cảm thấy nó không ngon, nó không xuôi thì thôi nghỉ không chơi nữa, đừng có cú đấm ăn xôi là được nha. Chắc đến đây thì mình sẽ dừng video ở đây thôi. Đấy. Thì anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.